Xin chào bạn. Thì tiếp theo cái video này thì tôi sẽ hứa tôi hứa video trước tôi hứa với bạn là tôi đã hướng dẫn xong ba cái phần mềm DocSheet với Slide Google á, thì nó tương tự như phần mềm Word, Excel, PowerPoint ha. Chúng ta dùng để soạn thảo văn bản nè, soạn thảo bản tính hay là tạo ra cái file trình chiếu ha. Cái này thì chúng ta làm trực tuyến online và miễn phí thôi ha của công ty Google. Thì tôi sẽ sẵn đây thì tôi giới thiệu các bạn thêm một cái phần mềm mới là phần mềm Google Form. Thì cái phần mềm này là gì? Phần mềm này là chúng ta dùng để tạo ra cái bảng câu hỏi để chúng ta khảo sát những người mà nhận được cái câu hỏi chúng ta đó, để người ta trả lời nhanh ha, trả lời chúng ta thu thập cái thông tin một cái vấn đề nào đó. Rồi thì cái Google Form này á, thì đầu tiên thì để có được cái Google Form là sao, thì đầu tiên thì bạn phải có cái tài khoản Google. Thì cái video trước tôi đã hướng dẫn các bạn rồi ha, có tài khoản Google thì rất là dễ thôi. Khi các bạn có tài khoản Google xong á, thì các bạn lên trên cái trang tìm kiếm của Google á, bạn đánh cho tôi cái chữ là Google Form ha. Google Form đây, Form là chữ tiếng Anh là biểu mẫu đó, Google Form ha. Rồi Enter, thấy chưa? Hoặc là bạn đánh chữ Google biểu mẫu cũng được ha. Thì các bạn sử dụng, tôi đánh lại cho bạn xem, tôi đánh chữ Google biểu mẫu cho nó dễ, cho bạn tiếng Việt cho dễ, Google biểu mẫu Enter. Rồi thấy chưa, nó ra được cái này. Thì bạn của cái trang web chính thức mà bạn nhìn cái đường link kia, www.google.com này ha. Rồi click vào đây thì nó sẽ chuyển cho bạn nhanh tới cái ta phóng lớn màn hình lên, thấy chưa? Google biểu mẫu nè. Rồi giả sử nó chọn đang chọn cái nào đó, thì bạn quay lại chọn cái Google biểu mẫu đây, màu tím nè ha. Rồi sau đó bạn di chuyển xuống dưới giữa màn hình có cái chữ chuyển tới Google biểu mẫu nè, click vào đây. Trường hợp mà các bạn chưa có đăng nhập vào Google á, thì nó sẽ hiện ra cái bảng cho bạn thông báo cho bạn á, để bạn đăng nhập cái tài khoản Google vô ha, tài khoản với cái account, cái password là mật khẩu á. Rồi trường hợp mà các bạn đã có cái file sẵn thì nó sẽ hiện ở đây ha. Rồi trường hợp này tôi mở cho bạn xem sơ thử cái nội dung đi. Thì sau khi tôi hướng dẫn xong với các bạn thì các bạn có hoàn toàn có thể làm được như một cái file như thế này của tôi ha. Nè, rồi tôi nhắn cho xem chế độ xem trước đi, là chế độ nãy tôi đang xem là chỉnh sửa nè. Sẽ cho bạn được một cái câu hỏi, một cái bảng câu hỏi trực tuyến online như thế này, bạn gửi cái đường link cho bất kỳ người nào thì người ta cũng có thể làm được những cái trả lời những câu hỏi này được. Sau khi ta trả lời xong, ta chỉ việc nhấn nút gửi thì gửi cho bạn thôi, thấy chưa? Rồi rồi thì quay lại cái Google chúng ta, cái Google Form ta ha. Rồi tôi tắt này đi, tôi tạo mới hoàn toàn cho các bạn xem. Rồi đầu tiên để các bạn tạo mới thì các bạn đây là cái có sẵn của tôi nè, bạn di chuyển góc dưới cùng bên tay phải có cái vòng tròn màu đỏ dấu cộng nè, thấy chưa? Nó tạo biểu mẫu mới bằng click vào đây thì bạn sẽ được tới một cái trang để tạo một cái bảng câu hỏi mới, thấy chưa? Rồi thì cái này rất là hay ha, đối với các bạn học chuyên đề tới lúc mà các bạn làm chuyên đề seminar gì đó, khóa luận hay là nhiều bạn học thạc sĩ đâu cũng gì ha, các bạn sử dụng cái bảng câu hỏi này để khảo sát một cái vấn đề nào đó của các bạn, sau đó các bạn sử dụng cái phép thống kê gì đó, xác suất thống kê, hay các bạn sử dụng cái phép tuyến tính gì đó, tôi không nhớ cái môn học đó, để bạn thống kê lại cái dữ liệu của bạn ha, ví dụ sự như bao nhiêu phần trăm người trả lời đúng câu hỏi đó ha. Rồi trường hợp này tôi thu nhỏ cái màn hình lại đi ha. Rồi bên trái là cái bảng câu hỏi của tôi, còn bên phải là bạn thấy không, cái giáo trình form nè. Rồi cái giáo trình này thì tôi đã tải phía dưới cái video này rồi á, thì các bạn cũng có thể lên tải về ha, rất là đơn giản thôi. Thì để được tạo bảng câu hỏi thì trước tiên thì chúng ta cần phải có câu hỏi ha, bạn sẽ tạo được câu hỏi thì tôi tạo là phần một nhỏ là câu hỏi. Sau khi có được cái câu hỏi rồi á thì bạn gửi cái đường link cho người ta trả lời ha, đơn giản vậy thôi. Sau khi ta trả lời xong thì sẽ có một cái bảng gọi là thống kê, tóm tắt lại cái câu trả lời của người ta ha, là đây là bảng câu hỏi nè, bên đây là câu trả lời, thấy chưa? Rất là đơn giản, hai phần thôi. Rồi câu hỏi thì bạn thấy bên đây nó sẽ, đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện gặp cái tiêu đề, thì tiêu đề trên đây là bạn muốn đánh cái gì cũng được ha, bạn đánh giả sử như đây là cái giáo trình form hay là cái gì đó, hay là cái khảo sát chất lượng dịch vụ của một cái vấn đề đó bạn đang cần quan tâm. Bạn mô tả lại, nghe diễn giải lại cái tiêu đề trên đây của bạn là cái gì, mô tả, nhập mô tả đây nè, thấy chưa? Đó. Rồi tiếp tục câu hỏi, thì có bao nhiêu loại câu hỏi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, câu loại chính là câu hỏi ha. Nè bạn thấy chưa, tôi phát phân loại cho bạn xem, tôi thống kê cho bạn rồi đó. Hãy sử dụng bạn click vào đây để bạn đặt câu hỏi, sử như tôi ghi ở đây là câu hỏi thứ nhất, rồi thì câu hỏi thứ nhất, ứng với câu hỏi thứ nhất thì bạn sẽ chọn cái loại câu hỏi như tôi đã nói có 9 loại đó ha, click vào đây này, chữ trắc nghiệm nè, hãy cho nó sẽ liệt kê cho bạn rất là nhiều câu loại câu hỏi, 9 loại.
Thì cái trả lời ngắn là lúc trước đây, nghĩa là các bạn sẽ đánh dừng bản vào đây, đơn giản như thôi. Trả lời dài thì, trả lời đoạn thì cũng như vậy. Còn trắc nghiệm á, là bạn chọn một trong những câu trả lời. Hợp kiểm đó là bạn được quyền chọn nhiều câu trả lời cùng một lúc ha. Menu thả xuống thì bạn click sẽ thả xuống câu trả lời tương tự như trắc nghiệm thôi, điều menu thả xuống. Thì một chút tới phần bài tập á, thì bạn sẽ hiểu hơn. Cái file bài tập á, thì tôi sẽ gửi cho bạn sau ha, cái đường link mà cho các bạn trả lời thử á. Rồi cái phần viết tuyến tính á, cái này thì tôi sẽ nói sao ha, chút chút đợi tí. Rồi cái lấy trắc nghiệm tương tự vậy, cái ngày tháng giờ nè, thì cái câu hỏi giả sử như bạn chọn, giả sử hỏi bạn là ngày tháng năm sinh của bạn là ngày mấy, thì bạn ghi vô đây giả sử như vậy thôi. Rồi bạn click chọn ngày này, thấy chưa, rất là đơn giản thôi. Rồi giả sử tôi chọn đơn giản cái câu trả lời câu hỏi này đi, trắc nghiệm đi ha, nó nghĩa là giả sử như là cái câu trả lời đây, bạn click vô đây ha, giả sử như là đúng hay sai đó, cái này đó thì bạn click vô đây, còn sẽ bằng thêm một cái câu hỏi câu trả lời khác, thì giả sử như cái chữ sai trắc nghiệm mà ha, nhiều nhiều cái trắc nghiệm đúng sai và nhiều cái loại trắc nghiệm, thì bạn được chỉ được quyền chọn một trong những câu trả lời thôi ha, thì tại vì cái loại ta gọi trắc nghiệm di chuyển, nó di chuyển lên xuống hay chưa, click vào đây đó. Rồi bên cạnh đó bạn có thể chèn cái hình ảnh vô cái câu hỏi của bạn, là bạn click vào đây nè, hay cho có hình cái biểu tượng hình ảnh nè, biểu tượng hình ảnh ở ở trên câu hỏi cũng có, ở dưới câu trả lời cũng có nè, bạn thấy không? Click vào cái biểu tượng hình ảnh này thì bạn sẽ được click cái tấm ảnh mà trên cái máy tính của bạn lôi vô đây, hoặc là bạn click trực tiếp đây nè, nó đi tới cái đường link cái máy, đi tới đường link cái nơi bạn lưu tấm ảnh của bạn ha, sau đó bạn nhấn chữ mở hay là open gì đó tùy cái máy bạn thôi. Hoặc các bạn phải chèn theo những cái ảnh các bạn trên mạng internet á, hoặc là bạn click vào đây, hoặc là bạn chèn ảnh bạn trên Google Drive á, là trên cái chỗ mà lưu trữ dữ liệu trực tuyến của bạn của công ty Google á, gọi là Google Drive ha, thì bạn click vào đây ha, rất là nhanh. Rồi bạn thấy chèn được ảnh rồi á, thì bây giờ trường hợp mà xong rồi á thì làm gì nữa, ta xong cái câu hỏi thì chúng ta sẽ thêm tới phần số 3 là một số cái thao tác này, bạn thấy chưa đó. Trường hợp bạn sẽ thấy cái câu hỏi bạn có cái nút bắt buộc nè, nghĩa là bạn bắt buộc người ta phải trả lời cái câu hỏi này chứ không được quyền bỏ qua. Có trường hợp mà nếu bạn không để cho bắt buộc á, thì người ta được quyền bỏ qua câu hỏi này ha. Rồi còn trường hợp bạn muốn thêm câu hỏi làm sao, muốn thêm á thì bạn này tôi phóng lớn này lên, bạn sẽ thấy nè, bên tay phải sẽ có thêm những cái tùy chọn công cụ bên tay phải, thấy chưa, cái dấu cộng này là chính là thêm câu hỏi nào, click vào đây thấy chưa, sẽ tự động thêm một câu hỏi khác. Sự đánh này là câu hỏi số 2, thấy chưa, ở trên bạn lưu ý là có dấu sao, nghĩa là cái câu hỏi này là bắt buộc trả lời, còn không có dấu sao là bỏ qua cũng được. Chọn loại câu hỏi, giả sử tôi chọn cái loại là hợp kiểm đi ha, hợp kiểm nghe là chúng ta quyền chọn nhiều tùy chọn. Rồi giả sử tôi thêm nhiều tùy chọn 1 2 3 đi ha. Rồi có được quyền chèn ảnh nữa nè ha. Rồi bắt buộc nè, nếu ông chọn list để bắt buộc, tôi không chọn bắt buộc, có quyền bỏ qua. Nhấn delete để xóa câu hỏi này, thấy chưa, nhấn đây để nhân đôi các bạn cái câu hỏi này lên, nghĩa là copy câu hỏi này là một lần thứ hai nhất lên đây, thấy chưa đó. Rồi ở bên tay phải có nhiều cái gì, bên tay phải cái này là những cái tùy chọn gì, tôi click thử nha. Rồi bên tay phải thì từ trên xuống dưới là ta sẽ nói cho bạn, cái này là chúng ta sẽ thêm cái tiêu đề ha, ứng với mỗi câu bản hỏi chúng ta sẽ có nhiều 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 phần á, nhiều tiêu đề, bạn click vào đây ha. Đó, đây là thêm một tiêu đề, giả sử như ở trên tôi ghi là tiêu đề một gì đó, dưới đây tôi ghi là tiêu đề 2, thấy chưa. Rồi tôi xóa, tôi quẹt này tôi xóa đi tiêu đề 2, hay sử dụng gì tiêu đề của mỗi phần trong cái câu hỏi chúng ta ha, nó hướng về một cái chủ đề nào đó là tiêu đề đây. Rồi ở đây cũng có hình thêm thêm ảnh nữa nè, bạn thấy chưa, nghĩa là chúng ta có thể chèn thêm ảnh trong từng câu hỏi, hoặc là chúng ta chèn thêm ảnh ở trên bảng câu hỏi chúng ta ha, câu hỏi này thêm hình ảnh trên cái nguyên cái bảng câu hỏi của chúng ta. Rồi nghĩa là có hai loại thêm hình ảnh, chúng ta có thể thêm cái video cũng là click vào đây nè, thêm video cũng được nè, thấy chưa, video bạn có thể là chèn cái đường link từ trên YouTube xuống, thấy chưa, đó đường link, dán cái đường link vào đây. Rồi link YouTube thì rất là đơn giản rồi ha, thì bạn chọn cái link YouTube thì bạn click click vào cái file video của bạn á, ở trên đây nè, sử như cái đây là cái đoạn tôi đang xem đoạn video YouTube nào đó, thì bạn click trên trên đây, bạn quét hết cái phần mà đường dẫn đường link cái đó, sau đó bạn Ctrl C xuống đây mình dán Ctrl V, hoặc là bạn nhấn cái chữ chia sẻ, hay sử dụng tôi nhận một cái sẵn đây tôi nói luôn ha, bạn muốn chia sẻ cái đường link trên YouTube á, sử dụng tôi chọn một cái video nào đó bất kỳ của bạn hay của ai cũng được, sau đó bạn click vào cái phần mà chia sẻ, xin lỗi đây, hay bạn click vào cái phần chia sẻ đây nè, nó sẽ có cái chữ là chia sẻ dưới đây, chia sẻ này chưa nè, bạn click vào cái chữ chia sẻ đây thì nó sẽ hiện ra cái đường link, bạn copy cái đường link này bạn dán vào cái nơi mà nãy tôi nói là chia sẻ video đó ha. Rồi dán vào đây nè ha, là xong rồi, bạn đã chèn được cái đường link YouTube. Tiếp theo tới cái phần này là gì, phần này là thêm phần nè ha, thêm phần là cái gì, phần thì nó tương cái tiêu đề ở trên đó là chúng ta thêm tiêu đề một cái nội dung nào đó,
Còn phần thì nếu bạn thêm thì mặc định ở trên là ta là phần 1 từ đầu đến cuối. Phần 1 còn tới cái phần mà bạn chèn thêm cái phần này á, thì tới cái phần bạn chèn thì nó sẽ là cái phần 2. Còn muốn lít nữa thì nó sẽ thêm phần 3 ha. Ứng với mỗi phần, thấy chưa? Ứng với mỗi phần thì bạn sẽ thêm những cái câu hỏi nào chuyên về một cái lĩnh vực nào đó của bạn ha. Ở trên bạn chuyên về cái lĩnh vực A thì tới cái phần 2 bạn chuyên về lĩnh vực B. Phần 3 thì bạn khảo sát cái lĩnh vực C, giả sử như vậy. Đó, rồi cái công dụng của ta, những cái thao tác cơ bản bên tay phải nè. Bạn di chuyển tới đâu thì cái hộp công cụ này nó chạy theo đó, thấy chưa? Rồi. Cái này là thêm câu hỏi, tiêu đề, hình ảnh, video, cái này thêm phần, thấy chưa? Rất là đơn giản thôi. Rồi. Tôi lại cái giáo trình chúng ta còn gì nữa ha? Thao tác xong rồi bảng màu xem trước cài đặt rồi. Giả sử giờ bạn làm xong cái bảng câu hỏi bạn đi, bạn sẽ nhìn bên trên bên tay phải sẽ có thấy cái hộp, cái kệ, cái bảng ta cầm bảng màu như bạn vẽ đó, lít vào đây. Ta mặc định thì đang ở màu tím, tôi không muốn màu tím thì chọn màu đỏ. Thấy chưa? Đó. Bây giờ những cái phần bạn ở đây nó cũng chuyển theo màu đỏ luôn. Rồi tôi muốn màu đỏ thì tôi sẽ thử, tôi muốn chọn màu khác thì màu xanh lá cây. Thấy chưa? Tùy các bạn. Rồi sau cái đó bạn lít vào cái hình cái con mắt nè, lít vào đây, biểu tượng này ha, lít vào đây thì bạn sẽ thấy một cái tab trình duyệt mới xuất hiện trong cái trình duyệt web của bạn ha. Nó sẽ cho các bạn xem trước cái bảng câu hỏi của bạn là như thế nào nè. Giả sử như cái bạn hỏi tôi này nè, thấy chưa? Đây là cái tiêu đề nè, đây là mô tả tôi nè. Hướng dẫn các bạn phải bắt buộc với màu đỏ nè, màu đỏ bắt buộc nè ha. Đúng hay sai, giả sử như vậy. Rồi. Này là cái phần ta được quyền chọn nhiều, đây là chính là cái phần gì, là chính là cái phần mà loại câu hỏi gì đây, loại mà hợp kiểm á, nghe được chọn quyền, được quyền chọn nhiều cái thì chọn, còn cái trắc nghiệm chúng ta được quyền chỉ chọn một thôi, thấy chưa? Đó. Rồi phần này giả sử tôi bỏ luôn, đây là tiêu đề một, tiêu hai nè ha, tiếp nè. Đó. Tiếp tới cái phần hai, tiếp cái này là do mỗi phần nè ha, tôi làm nhiều phần nên tôi phải lít cho ba phần, lít cho chữ tiếp á, sau khi bạn trả lời xong bạn nhấn nút gửi là xong, thấy chưa? Rồi quay lại cái tôi rời khỏi những cái trang này đi. Rồi tôi thu nhỏ lại, tôi coi giáo trình tôi tới đâu rồi, sao vậy ta? Rồi cài đặt cái này thì cái này phần thêm thôi, thì bạn có thể biết thêm cho phần cài đặt nè, lít vào cái dấu ba chấm nè ha, setup á, xem trước cũng được nè, lít ngoài đây cũng ngoài xem cũng được. Cài đặt đây bạn hãy copy xóa cũng được, di chuyển thùng rác là xóa đó ha, nhận liên kết được tiền trước. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái trường hợp bạn làm xong một cái bản câu hỏi rồi, bạn lít vào đây để bạn tạo ra một cái gì, cái liên kết, sau đó bạn gửi qua mail, thấy chưa? Đó này, bạn nhắn gửi nè, nhận cái liên kết đi trước để bạn gửi. Giả sử như cái liên kết bạn để bạn gửi cho người khác á, như thế này. Giả sử bạn copy ở trên đây nè, rồi bạn đợi tôi một tí ha. Rồi giả sử như tôi xong như thế này, tôi lít vào đây để tôi nhận liên kết từ điện trước đây. Rồi quay lại cái thu nhỏ đi ha. Rồi tới cái phần cài đặt này á, thì chúng ta lít vào đây để xem thử, trong đây còn một số cái tùy chọn thêm nè. Khi bạn ta trả lời câu hỏi của bạn, bạn có thể quyền thu thập địa chỉ email ta thì lít vào đây, thấy chưa? Đó. Sau khi người ta gửi cái câu trả lời rồi thì bạn gửi lên người ta một cái email xác nhận là đã nhận được câu hỏi, câu trả lời của người ta, lít vào đây, thấy chưa? Đó. Nếu người trả lời luôn yêu cầu thế này thì chọn thêm đây, bạn cứ thử thôi, lít tiếng Việt mà ha, lít cứ thử đây. Rồi bản trình bày này thì các bạn có thể lít vào đây, sáu trật tự câu hỏi thì câu hỏi bạn có thể quyền nó xuất hiện ngẫu nhiên hay thứ tự câu hỏi nó sẽ không theo cố định như bạn làm thì bạn lít vào đây, còn không thì bạn để nó theo thứ tự. Rồi bài kiểm tra, bài kiểm tra thì trường hợp cái này rất hay nè, gặp những bạn nào mà làm giáo viên hay là muốn thu thập cái câu hỏi nào mà cái dạng muốn có cái chấm điểm tự động á ha, nghĩa là bạn sẽ như câu hỏi một thì có trả lời đúng nó sẽ được một điểm, như sử dụng câu hỏi hai trả lời đúng sẽ được ba điểm, như sử dụng vậy đó thì bạn sẽ lít chọn vào cái bài kiểm tra này, hãy cho gán những câu hỏi giá trị điểm vào đó, hãy cho và cái tùy chọn người trả lời có thể xem câu trả lời đúng sai giá trị điểm rồi nè, tùy các bạn. Sau bạn tùy chỉnh xong bạn nhấn chữ lưu, hãy cho rồi bạn chữ lưu đây, trường hợp tôi không thì tôi nhấn hủy. Rồi rồi tiếp tục tới phần giáo trình chúng ta là trả lời sau khi người ta gửi trả lời câu hỏi rồi á, gửi cho bạn cái câu trả lời á thì bạn sẽ được những cái phần thống kê ở đây ha. Để các bạn xem thì cứ chia làm hai loại là bản tóm tắt hay cá nhân gì đó, các bạn cứ thêm thử thì đó rất là dễ thôi. Rồi sau đó bạn được những cái bản thống kê câu trả lời ha. Rồi thì sử giờ tôi mở một cái gì, tôi qua đi, tôi quay lại đi, tôi mở một cái câu hỏi tôi đã làm cho bạn sẵn nè, cái này tôi sẽ gửi link cho bạn để bạn trả lời cho tôi thử ha. Giả sử như vậy, giả sử tôi là như thế này. Rồi cái này thì cái này là cái file lỗi tôi xóa đi. Rồi cái màu tím của tôi này hả, chưa nãy cái màu xanh thì tôi mới bị xóa đó. Rồi cái bản này thì tôi
tôi giả sử tôi sẽ gửi link cho các bạn xem ha, bạn hãy click vào đó để bạn khảo sát câu trả lời. Giả sử như tôi là một cái người nhận được cái link trả lời đi, thì tôi làm thử cho bạn xem nào. Bạn khảo sát cái tiêu đề nè, kênh Tú Phan, YouTube Tú Phan nè ha, xin chào gì nè, rồi bắt buộc màu đỏ. Thì giả sử như tôi trả lời cái này 5 cộng 1 bằng mấy, thì đây là dấu sao, thì có nghĩa là bắt buộc tôi sẽ trả lời là 66 rồi, thấy chưa. Rồi, kênh YouTube của Tú Phan là kênh chia sẻ video miễn phí, đúng. Kênh YouTube đã hướng dẫn những phần mềm nào, thì hoặc Excel, PowerPoint là có, Photoshop có luôn, Coro có, AutoCAD rồi, có luôn. Hình số 1, hình này ở trên thường xuất hiện lúc đầu của video. Nè, cái là cái học kiểm nè. Xin lỗi, ở trên tôi hướng dẫn luôn, đây là trả lời theo đoạn nhân bản nè. Đây trả lời theo trắc nghiệm, đây trả lời theo học kiểm. Học kiểm là được quyền chọn nhiều nè. Đây cũng trả lời theo dạng danh sách sổ xuống nè ha, nó list vào đây nè. Danh sách câu trả lời sẽ sổ xuống là đúng hay sai, không biết đúng ha. Rồi. Còn đây là trả lời theo kiểu tuyến tính nè, nghĩa là chọn từ cái thang bậc từ 1 tới 5. Bên tay trái là không hay hay không hài lòng thì đó, bên tay phải là tuyệt vời, giả sử gì. Nó giả sử như cái kênh chất lượng của Tú Phan thì tôi cho giả sử như là số 4 đi. Rồi, tuyệt vời tới mức độ 4. Cao nhất là 5, thấp nhất là 1, thấy chưa? Rồi tới cái này là gì? Cái này là cái bảng câu trả lời ha. Bảng cái bảng câu trả lời bên cái phần này nè. Đây tôi đích cho bạn xem. Cái đó là chính là cái lưới trắc nghiệm nè, thấy chưa? Phạm vi tuyến tính là từ 1 tới 5 nè, còn lưới trắc nghiệm là cái này nè. Đó, cái này gọi lưới trắc nghiệm nè. Giả sử như thiết kế đồ họa 2D cần những phần mềm nào, thì giả sử tôi chọn cần phần Illustrator nè. Thì bạn lưu ý khi tôi có list chọn câu hỏi này yêu cầu một câu trả lời mỗi dòng nè, thấy chưa? Ứng với mỗi dòng này tôi phải lựa chọn AutoCAD thì giả sử không cần, Premiere là không cần, giả sử vậy tôi làm thử ví dụ thôi, Final này, Video, InDesign cần nè, Photoshop cần nè, Coro cần nè. Ha, bạn nào có thể học Coro thay thế với phần mềm Illustrator cũng được, hai phần mềm này nó tương tự nhau ha. Rồi sau khi tôi chọn hết thì nếu bạn chọn không chọn hết rồi ha, ứng với mỗi hàng thì bạn phải chọn một cái câu trả lời bên cần hoặc không cần, ứng với cột á. Rồi kênh Tú Phan ra đời vào năm nào, rồi giống như tôi chọn cái này là thì dạng ngày tháng năm nữa chưa, như tôi nói bạn có câu hỏi là dạng ngày tháng năm ở cuối đó, sẽ như ra đời vào năm nào. Rồi lít vào đây để tôi chọn thử đây. 2016, giả sử như tôi chọn đây là tháng đại, bạn chọn đại một cái nào đi, trả lời theo năm mà ha, chứ không phải theo tháng, theo năm thì bạn chọn một đại đi. Rồi sau đó tôi bạn nhắn chữ gửi, thấy chưa, trả lời hết câu hỏi bạn nhắn gửi, câu trả lời của bạn đã được ghi lại rồi, thấy chưa. Bạn muốn một cái câu gửi văn hỏi khác nha, trả lời một cái câu hỏi, câu trả lời một cái bản khác thì bạn click vào đây, bạn trả lời tiếp tục, bạn gửi, thấy chưa. Rồi còn tôi là cái người mà sao gửi đã tạo ra bản câu hỏi thì sao, thì tôi quay lại cái bản khảo sát của tôi. Để chi? Tôi xem nè, có một người đã trả lời câu hỏi này rồi nè, bạn thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Câu trả lời là 1, nghĩa là một người đã trả lời, bạn thấy chưa? Tôi mới nhấp gửi thôi là trong cái câu bản của tôi thì nó xuất hiện một cái câu trả lời là 1 nè. Thì nó chia làm hai loại là bản tóm tắt và cá nhân, thấy chưa? Tóm tắt nghĩa là thống kê theo phần trăm hay là biểu đồ đó. Cái số cái kết quả người ta trả lời, còn cá nhân thì bạn xem theo từng cái câu trả lời một ha. Đó, từng câu trả lời một. Rồi cái bản tóm tắt là giả sử tôi xem theo dạng thống kê đi. Thống kê giả sử là 5 người 1 6 là một câu trả lời. Kênh YouTube là kênh xem miễn phí. Nó bao nhiêu phần trăm người trả lời đúng hay sai nè, 100%, tại vì có mình nên tôi trả lời đúng hay nè, thì đây một câu trả lời nữa chưa. Rồi kênh YouTube đã hướng dẫn những phần mềm nào, bạn thấy nè. Đó, tất cả những phần mềm này thì 100% hết, thấy chưa? Do chỉ có một người trả lời thôi. Đó, trường hợp mà có người nhiều người chứ không trả lời cái phần này thì nó sẽ bớt phần trăm lại. Hình số 1 ở trên thường xuất hiện lúc đầu cuối video. 100% đúng luôn nè, thấy chưa, màu xanh dương nè, vô nên tôi trả lời thôi, nên đúng là sai thì màu đỏ. Hay biểu đồ dạng tròn, đây biểu đồ dạng cột, một cột ngang. Rồi chất lượng video như thế nào thì nó theo cái thang bậc tôi tính từ 1 tới 5 nè, thấy chưa. Nãy tôi đã chọn 4 thì nó sẽ 100%, bạn chọn thêm nhiều loại thì nó sẽ là chất lượng, nó sẽ nhiều thang điểm thì nó sẽ ra biểu đồ cột ở từng vị trí, từng cột 1, cột 2, cột 3, 4, 5 ha, ứng với đâu các thang điểm từ 1 tới 5. Rồi thiết kế đồ họa 2D còn những phần mềm nào, thấy chưa, cần không cần, thấy chưa, những cái màu xanh, những cái màu xanh là những cái cần, list tên này tên những phần mềm, những cái không cần màu đỏ, thấy chưa. Đó. Rồi kênh YouTube Tú Phan ra đời vào năm nào thì 1/6/2016 nữa, chờ một câu trả lời đơn giản vậy thôi. Đó, bạn thấy chưa, tôi làm sơ thôi thì tôi được một cái bản câu trả lời như thế này rồi. Thì đây là cái bản tóm tắt để chúng ta xem thống kê cái kết quả. Còn hợp thêm cá nhân thì bạn sẽ thêm xem từng bản câu hỏi của từng người ha. Giả sử đây là câu hỏi, câu trả lời số 1 trong tổng số 1, giả sử như tôi click ở đây để chọn thêm nhiều trường hợp, có nhiều câu trả lời này ha. Giả sử tôi xem là câu trả lời số 5 trong tổng số 100 câu trả lời, giả sử như vậy thì bạn click vào đây. Bạn xem được chi tiết của từng cái câu trả lời của cái người đó, thấy chưa? Trả lời như thế nào? Đó, đây là những cái tôi đã trả lời nè, thấy chưa? Đó, xem cái thời gian người ta gửi nè, đã gửi vào ngày mấy, tháng mấy, giờ mấy luôn nè, thấy chưa? Rồi. Rồi cái cách xem.
Rồi gì nữa đây? Trong cái phần cái dấu ba chấm này có thêm những cái tùy chọn nữa nè. Thế chơi thì chọn này nghĩa là sau khi có người nào đó trả lời cho bạn thì bạn sẽ nhận được cái email thông báo đến cái email mặc định của bạn ha, click vào đây rồi chọn đích đến câu trả lời, rồi đích đến câu trả lời. Giả sử trường hợp mà các cái câu trả lời của bạn á, bạn muốn thống kê qua một cái file Excel, một cái file mà gọi là Google Trang tính á, thì tương tự như cái file Excel á, của cái công ty Google á, click vào đây thì nó sẽ thống kê cho bạn toàn bộ cái dữ liệu mà bạn nhận được cái câu trả lời qua một cái file file theo Trang tính ha, Google Trang tính là file tương tự như Excel. Thì bạn đây click vào đây tạo ra bảng tính mới là nhấn chữ tạo ha, hoặc là cái chọn bảng tính hiện tại lấy tôi nhấn chữ tạo đi, thì bạn sẽ nó sẽ mở ra một tự tạo ra một cái trang Google Trang tính, Google bảng tính, rồi bảng tính là của công ty Google á, đây Google bảng tính nè, nãy chưa Google Google Trang tính nè, thấy chưa đó. Rồi nó sẽ tạo ra một cái file, thì tôi sử tôi đi chuyển tới một cái file đi Google Trang tính, chuyển tới Google Trang tính ha. Một bạn click theo cái đường này hoặc hai bạn click trên cái Google Drive của bạn á. Google Drive là cái này nè, thì video sau tôi sẽ có video hướng dẫn kỹ như cái này, nơi lưu trữ trực tuyến click vào đây đăng nhập tài khoản thì nó sẽ hiện ra cái nơi lưu trữ những cái dữ liệu của bạn, thấy chưa đó. Thì cái lưu trữ dữ liệu tôi nó đã có là bảng bảng khảo sát chất lượng kênh YouTube của Tú Phan ha. Bạn coi cái màu màu tím là cái Chrome, màu xanh dương là màu xanh lá cây là cái Google Trang tính Excel đó, màu vàng là cái bản trình bày là cái tương tự PowerPoint đó ha. Rồi cái bản khảo sát đây, rồi rồi này thấy chưa, Google Trang tính đây, bản khảo sát chất lượng câu trả lời nè, tôi mới vừa tạo ra một cái đường một cái file Google Trang tính thấy chưa, tương tự như Excel nè, dựa trên cái này nãy tôi nhắn nè, rồi cái thì chọn đâu rồi, cái thì chọn nè, cái thì chọn tôi nhắn nè, chọn đích đến cho câu trả lời này, nó sẽ tạo ra một cái file này để thống kê thôi. Cái này rất là hay ha, các bạn nào làm thống kê nè cho bạn biết là những tương ứng từng ở trên đây là tiêu đề, những tiêu đề là chính là những cái câu hỏi của bạn, dưới đây là câu trả lời, thấy chưa đó, tương như đây là những cái câu hỏi, đây là câu trả lời để chi, để chúng ta thực hiện vô cái mục đích thống kê của chúng ta ha. Nó làm sẵn cho bạn luôn, rất là hay. Hồi xưa thì tôi làm cái này tôi rất là vất vả ha, tôi phải tự thống kê lại, tự thống kê là bao nhiêu phần trăm là người trả lời câu hỏi đúng hay sai, sử dụng thống kê lại. Trường hợp này thì công ty Google làm hết ha, rất là hay, cái phần này rất hay, nhưng mà ít các bạn ít biết cái phần này, đối với các bạn sinh viên á, đặc biệt các bạn sinh viên rất cần cái này, hoặc là những bạn đi khảo sát thị trường á, làm nghề khảo sát thị trường, bạn có thể sử dụng cái phần mềm này rất là hay ha. Rồi tiếp tục tới cái phần gì đây, cái phần cài đặt trong cái câu trả lời này là cái gì, chọn đích đến quỹ liên kết, trường hợp mà các bạn gửi cho người ta liên kết mà bạn muốn kết thúc cái việc mà khảo sát câu hỏi này, bạn click vào đây để quỹ cái liên kết đó ha, quỹ cái việc mà gửi cái bản câu hỏi cho người ta. Rồi bạn có quyền tải câu hỏi xuống luôn nè, thấy chưa, tải câu trả lời xuống luôn, hoặc là in tất cả các câu trả lời click vào đây, hoặc là xóa tất cả câu trả lời click vào đây ha. Nó nghĩa là bạn hết một cái giai đoạn nào đó bạn không muốn câu trả lời này nữa thì bạn nhấn nút xóa để xóa hết câu trả lời đó, để bắt đầu bạn gửi một cái câu hỏi mới để thực hiện cái câu trả lời mới ha, click vào đây xóa đây. Rồi rất là đơn giản ha, mà cái này rất là hay. Rồi giả sử giờ video này thì đơn giản chỉ có vậy thôi, chúng ta chủ yếu chúng ta tạo hai phần, một là câu hỏi gửi người khác để người ta trả lời, cái phần thứ hai là nhận được câu trả lời, thì các bạn sẽ biết cách để xem để thống kê, sau đó dùng vô cái mục đích của bạn là bạn sẽ xuất ra cái file Excel ha, chọn đích đến cho câu trả lời. Rồi video này thì chỉ có vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn trong các video khác, tôi hướng dẫn tiếp tục những cái phần mềm đơn giản của công ty Google nè ha, Google Gmail, Drive, Google Chrome, YouTube này ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn. Xin lỗi các bạn, thì tôi quên nói luôn cái phần mà các bạn tạo ra một cái link để bạn gửi cho người khác sau khi bạn hoàn tất được cái bản khảo sát này ha. Tôi quên nói, xin lỗi. Thì giả sử như tôi làm xong một cái này thì để tạo ra một cái đường link để bạn gửi cho người khác á, qua mail hay qua cái gì đó thì tùy các bạn. Giả sử như tôi làm xong rồi, bản câu hỏi tôi đã hoàn chỉnh này, tôi nhấn cái chữ gửi nè, gửi bên tay phải nè, click vào đây thì bạn sẽ được lấy một cái biểu mẫu hiện, một cái biểu mẫu này thấy chưa, một cái bảng xuất hiện này, thì chúng ta gửi cái đường link thì sẽ sử dụng đây link thu thập tên người dùng thì các bạn thôi, link ở đây cũng được, bạn gửi dưới dạng gì, dưới dạng qua mail nè, hay là qua dưới dạng liên kết ha, hay là nhúng trong cái gì đó tùy các bạn. Giả sử như tôi gửi qua mail đi, link ở đây hình cái hộp thư nè, rồi bạn tới cái chủ đề là tới, xin lỗi, tới ai, giả sử như tới người nào, giả sử như tôi gửi mail cho chính tôi đi ha. Rồi giả sử tôi gửi mail cho chính tôi, giả sử tôi đặt ghi cái tên mail tôi đi ha. Rồi đây mail tôi đây, rồi thấy chơi sẽ tôi gửi mail cho tới chính tôi, sau đó chủ đề là gì, khảo sát chất lượng dịch vụ gì đó ha,
khảo sát chất lượng dịch vụ gì, giả sử gì đó, chất lượng kênh Tú Phan, giả sử như bạn ghi cái gì đó tùy các bạn, cho cái người biết, người ta, cái người mà nhận câu trả họ hỏi á, người ta biết đó là cái cọc bản câu hỏi của các bạn ha, để thôi người ta trả lời, để thôi người ta tưởng là spam, là thư rác thì người ta không không trả lời giùm bạn đâu ha. Tin nhắn là gì đó, là cái nội dung trong cái chủ đề bạn là mình tên là gì đó, nhờ bạn khảo sát trả lời giùm mình cái câu hỏi này, giả sử gì, nhờ bạn trả lời giùm mình gì đó, cái này tùy các bạn thôi, đây nội dung trong cái email của bạn ha, rồi đính kèm biểu mẫu trong email. Rồi thì bạn lính này kèm đây, rồi sau đó bạn nhắn chữ gửi. Đó là trường hợp bạn gửi qua mail, còn bạn gửi qua đây thì ra cái đường link. Thì của bạn sao? Thì bạn copy cái link này nè, ha, lít vào đây rút ngắn lại. Rồi bạn copy cái link này nè, Ctrl C gì đó, rồi bạn copy, hoặc bạn nhấn chuột phải, bạn nhấn chữ copy nè ha, sao chép gì đó. Rồi sau đó bạn nhấn chữ sao chép nè, bạn qua một cái bạn chat Google hay chat cái bất kỳ cái công cụ bất kỳ cái gì đó tùy các bạn. Sau đó bạn nhấn Ctrl V để bạn copy dán vào cái đường link này, để người ta khi người ta mở cái đường link lên, giả sử người ta copy thứ hai chữ phải là sao chép nè. Rồi sau đó bạn kêu người ta, nhờ người ta lên cái trình duyệt web của người ta thì click vô cái thanh này nè. Bạn nhấn như cho chữ dán hay là chữ space á, là chữ dán á. Rồi nó sẽ dán cái đường link này vô đây, hết chưa? Sau khi nhận được cái đường link đó, bạn enter. Thì khi ta enter thì sẽ hiện lên một cái bảng khảo sát câu trả hỏi của bạn, hết chưa? Nó tương tự như tao đang mở đấy, cho nó sẽ nhận được cái trường hợp mà tao gửi theo qua đường link. Sau khi làm xong thì tao nhấn cái chữ gửi cuối để gửi cho bạn, thấy chưa? Trường hợp mà giả sử như này, tao gửi qua mail đi, tao quay lại cái mail thì bạn nhập chừng này, bạn nhập nhiều mail cũng được tùy các bạn ha. Bạn muốn nhập một mail hay nhiều mail thì tùy bạn, hết tất cả những người mà bạn cần câu trả lời đó hay các bạn của bạn đó. Giả sử tôi gửi hai người này đi, sau đó tao nhấn chữ gửi, rồi thì bạn sẽ nhận được sau khi bạn qua cái lên cái hộp mail của bạn ha, thì cái phần mềm mail, thấy chưa? Cái điện thoại tôi nó báo là có người gửi mail, thấy chưa? Nó tin cho bạn âm thanh đó, thấy chưa? Nè, khảo sát chất lượng kênh Tú Phan nè, giả sử nè, tôi nè, thấy chưa? Đó, tôi gửi chính tôi nó hiện nè. Điền vào Google biểu mẫu trong cái mail của bạn nhận á, thì một là bạn trả lời trực tiếp trên đây cũng được, và hai là bạn click vào cái phần cuối nè để bạn tải cái biểu mẫu này, giả sử tôi trả lời như thế này. Thấy chưa? Nó sẽ bạn sẽ trả lời trực tiếp vào trong cái mail này luôn. Một cách hai là bạn nhấp vào đây để đi tới một cái đường mở ra cái trang web để bạn trả lời cái bản câu hỏi này, thì tôi trả lời trực tiếp đây luôn nè, thấy chưa? Nó trả lời trực tiếp trong cái trong cái mail luôn, nó tiện hơn là bạn lít ra và tạo qua một cái trình duyệt khác, nó mất thời gian hay sử gì đó. Tôi chọn bất kỳ thôi ha, câu trả lời tôi chọn bất kỳ để tôi khảo sát thôi, ngày tháng năm hay sử gì. Rồi sẽ nhấn chữ gửi này, thấy chưa? Đó, đây gửi, bạn muốn gửi thông tin, thấy chưa? Gửi rồi sẽ gửi đến còn một hoặc hai câu hỏi, thấy chưa? Trường hợp này tôi chưa điền cái thông tin cái địa chỉ mail của tôi thì nó sẽ cảnh báo nè, yêu cầu bắt buộc chúng ta phải điền cái địa chỉ mail do hồi nãy tôi nhắn là thu thập cái tên người dùng đó, thì nó sẽ thêm một cái phần này ha, yêu cầu tôi địa chỉ mail. Thì do cái phần này nè, trong cái phần mà câu trả lời nè, tôi chọn cái phần thu thập thông tin của người dùng nè ha. Đây các bạn, trong phần cá nhân này ha, tôi có cái phần này đây. Trong cái phần nào nãy tôi có ghi cái phần mà thu thập cái thông tin của người dùng á, thì nên nó bắt buộc chúng ta phải thu thập thông tin của người dùng ha. Phần nào tôi quên mất tiêu à. Nè, thấy chưa? Thu thập địa chỉ email của người trả lời này, thấy chưa? Trường hợp mà tôi có lịch chọn cái này á, nên cái trong cái phần của bản khảo sát này tôi phải điền địa chỉ email tôi vô. Còn trường hợp mà tôi không có lịch chọn vô cái phần này á, cái phần này á thì người ta sẽ gửi chúng ta là không cần địa chỉ email, ta gửi mình cũng được ha. Nó không cần thu thập cái địa chỉ email người ta, ta gửi mình cũng được ha. Nó lưu ý cái phần đó. Rồi sau đó tôi nhắn cái này xong rồi tôi nhắn chữ gửi, đây tôi gửi cho chính tôi thôi ha. Nó thấy chưa, câu trả lời đã được ghi lại, thì xem nè, đã được hai câu trả lời nè, tôi qua đây tôi xem, thấy chưa? Tôi đã gửi hai lần được hai câu trả lời nè, bạn thấy chưa? Nó chạy nhanh, rất là nhanh, nhấp cái lại vô liền, rất là hay ha. Rồi thì cái phần mềm này chỉ có vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.